Tại Bình Dương, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh và kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Bình Dương có 26 điểm thi, trong đó có 19 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông, 7 điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở. Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Tỉnh đã lên phương án cụ thể đảm bảo về phòng chống cháy nổ, trật tự giao thông, tiếp sức mùa thi, cung cấp điện đầy đủ suốt thời gian thí sinh làm bài thi. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có hơn 12.800 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp thí sinh nào thuộc diện nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận công tác phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan của tỉnh nhằm làm tốt các khâu tổ chức kỳ thi, đồng thời lưu ý địa phương cần tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho thí sinh và phòng ngừa nguy cơ sử dụng công nghệ để gian lận trong kỳ thi.